Nam mô tát sa pa va to a ra to sa ma sa mbu an pha sa Nam mô tát sa pa va to a ra to sa ma sa mbu an pha sa Nam mô bút tha ya, Nam mô tham ma ya, Nam mô sang ca ya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương ơn đức Tam Bảo cách vấn đắc, xin gia hộ cho toàn thể chư đại đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thông thường người Phật tử chúng ta thường niệm cái câu Nam mô tát sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì được chuyển dịch bằng tiếng Việt như là con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác. Thì danh từ phát qua mà chúng ta thường được dịch là Đức Thế Tôn đó có một ý nghĩa rất là sâu thẳm và rất là đặc biệt. Và do đó thì thời pháp hôm nay chúng tôi xin giải về cái hồng danh Phát Hoa, tức là Đức Thế Tôn. Xin thưa quý vị rằng cái hồng danh này được sinh khởi lên cũng phải do nhân, chứ không phải không do nhân. Và do cái nhân nào mà Đức Phật chúng ta có cái hồng danh là Phá Hoa Quả? Đó là một cái điều mà chúng ta phải cần tìm hiểu. Điểm thứ hai chúng ta phải cần tìm hiểu nữa là cái hồng danh này nó mang ý nghĩa như thế nào. Và điểm thứ ba chúng ta phải cần tìm hiểu nữa là cái hồng danh này do ai đặt ra. Đó là ba cái điều mà khi niệm tưởng bất kỳ một hồng danh nào thì chúng ta cần phải lưu ý và tìm hiểu như vậy. Và để trình tự cho quý vị dễ nắm bắt, trước tiên chúng tôi xin trình bày về cái ý nghĩa của Phá Cá Hoa. Tiếp theo thì là cái hồng danh này do ai đặt ra. Và ý nghĩa thứ ba là cái nhân nào mà có được cái hồng danh này. Xin thưa quý vị, cái hồng danh Phá Cá Hoa mà chúng ta thường được dịch là Đức Thế Tôn á, thì cái người mà đó được cái hồng danh Đức Thế Tôn á, người đó phải có cái pháp gọi là Phá Gác Thâm Mát, tức là cái pháp để tác thành được một cái hồng danh Đức Thế Tôn. Rồi trước tiên thì ý nghĩa của hồng danh Phá Cá Hoa Đức Thế Tôn đó có tất cả là 4 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là do cái vị này đã đoạn tận mọi ác pháp. Cái người nào mà đoạn tận được mọi ác pháp, mà đặc biệt là trong tâm không còn tham sân si, mấy nguồn gốc của ác pháp nó khởi sanh lên bởi do tham sân si. Ý nghĩa thứ hai của cái hồng danh Phá Cá Hoa là đã thành tựu được trọn vẹn thiện pháp. Thiện pháp thì rất là nhiều, thiện pháp thì rất là nhiều, nhưng mà nói là thành tựu được trọn vẹn pháp ở đây, khi nói tới thiện pháp thì chúng ta phải nói tới ba cái căn bản của thiện pháp, đó là vô tham, vô sân và vô si. Mà vô si thì đồng nghĩa với trí tuệ. Cái người nào mà thành tựu được trọn vẹn thiện pháp, tức là trong tâm người đó luôn luôn có vô tham, vô sân và vô si chưa đủ, mặc dù đó là những cái thiện pháp,
Nhưng mà trọn vẹn được cái thiện pháp phải nói tới cái trí. Mà cái trí là mà cao tột nhất, không ai có thể sánh bằng. Trước cũng chỉ tới đó, sau này cũng chỉ tới đó. Cái trí này thuộc về cái trí độc tôn, không có một cái trí nào mà có thể vượt qua được cái trí này. Cái trí đó, người nào thành tựu được cái trí như thế đó mới được gọi là phá cao quả. Đây là ý nghĩa thứ hai. Và thường chúng ta gọi là Phật trí hay là nhất thiết chủng trí. Đó là một cái trí của Đức Phật toàn giác. Điểm thứ ba, ý nghĩa thứ ba của cái hồng danh phá cao quả là chứng ngộ trọn vẹn tất cả các thiện pháp. Tất cả những cái thượng pháp nào mà có hiện bài ở trong cái thế giới nhân thiên, ở trong cái vũ trụ này, thì tất cả những cái thượng pháp đó thì Ngài đã thành tựu một cách trọn vẹn. Mà nói về thành tựu một cách trọn vẹn đó thì chúng ta thấy có một bậc thánh được gọi là lưỡng phần giải thoát hay là lưỡng biên giải thoát, tức là một cái thượng pháp cao tột nhất ở trong dòng luân hồi. Đó là cái vị đó thành tựu được tới tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bởi vì một cái vị mà thành tựu được cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ đó, cái người đó khi tái sinh về cõi đó sống tới 84.000 kiếp trái đất. Và đây là một cái giải thoát một bên, tức là nhất biên giải thoát. Và tới tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ là một tầng thiền cao tột nhất ở trong cái thế giới của nhân thiền. Và Đức Thế Tôn thì Ngài đã thành tựu được cái bậc thiền này. Và một cái biên giải thoát thứ hai, tức là một giải thoát thứ hai nữa, là cái người này đã dập tắt trọn vẹn được tham sân si. Ở cho nên đối với vị thánh nào, dù là A-la-hán, mà thành tựu được tới tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì vị này được gọi là bậc lưỡng biên giải thoát. Và chúng ta nhận thấy rằng nếu đoạn tận mọi cái điều ác thì bậc thánh A-la-hán có thể có được. Và chứng ngộ trọn vẹn tất cả thượng pháp là lưỡng biên giải thoát đó thì bậc thánh A-la-hán vẫn có thể có được. Nhưng mà có hai điều mà bậc thánh A-la-hán không thể có, đó là do thành tựu được trọn vẹn các thiện pháp. Bởi vì trọn vẹn cái trí thì bậc thánh A-la-hán không thể có. Và một điều thứ tư cũng là một ý nghĩa của hồng danh phá cao quả nữa, đó là thành đạt được trọn vẹn các biệt pháp của chư Phật. Đó tức là những cái pháp này sẽ không có cho bậc thánh Thinh Văn, cho dù là thượng hữu Thinh Văn, cũng không hề có cho bậc độc giác. Những cái pháp đó là gì? Như là thập lực tuệ, 10 cái tuệ, 10 cái sức mạnh của tuệ, 4 vô sở úy, rồi 6 cái trí của Như Lai, tức là trí thấy được những cái tùy miên còn tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh, trí thấy được các quyền tính tấn niệm định tuệ của chúng sanh đó, quyền nào mạnh, quyền nào yếu, rồi trí của cái tâm định đại bi, rồi trí của cái song thông lực, rồi cái trí của vô chướng ngại, tức là Ngài muốn nghĩ tới cái pháp nào lập tức cái pháp đó hiện ra cho Ngài. Và Ngài mỗi khi thuyết pháp, Ngài thấy chúng sanh có cơ duyên cái pháp nào đó
thì ngài nghĩ tới cái pháp đó hiển lộ và ngài y theo đó để mà thuyết pháp lên. Cũng giống như chúng ta có cái màn hình và có những cái chữ nào trên màn hình thì cứ đọc theo cái màn hình đó, như thế nào thì cũng vậy. Khi Đức Như Lai nghĩ tới pháp nào thì cái pháp đó nó hiển lộ ra, mà không có phải tìm tòi, không phải có suy tư, không phải có suy nghĩ. Và cái trí này được gọi là vô chướng ngại trí. Bất kỳ cái pháp nào mà ngài nghĩ tới thì phải xuất hiện lên cho ngài. Và trí thứ sáu là phổ biến trí, nghĩa là tất cả các pháp nào ở trong thế gian này, dù thâm sâu huyền diệu, dù là thô thiển, dù là hiện bày ra trước mắt hoặc có tiềm ẩn ở phía sau đó như thế nào, thì ngài đều thấu triệt. Nên đây là cái sáu cái trí của Như Lai mà không một vị Phật độc giác nào có thể có được, chứ đừng nói tới trí của Thượng Thủ Thinh Văn. Do đó chúng ta thấy rằng những bậc A-la-hán là các ngài đã đoạn tận các ác pháp, đã chứng ngộ tất cả các thượng pháp, nhất là lưỡng biên giải thoát, nhưng không có cái hồng danh Phá Ngã Hoa, tức là Đức Thế Tôn. Bởi vì các ngài còn thiếu sót hai ký nghĩa là thành tựu được trọn vẹn thiện pháp. Có những cái thiện pháp mà những bậc thánh A-la-hán chưa có thành tựu được, tức là cái thân của ngài vẫn còn bị khiếm khuyết, cái lời nói của ngài vẫn bị khiếm khuyết. Ví dụ như là ngài biết đến Đá Quách Trá chẳng hạn, bậc thánh A La Hán, nhưng mà bởi do cái thường cận duyên trong quá khứ, cho nên khi gặp những bậc đồng phạm hạnh thì thường nói là cái đồ đê tiện. Ở trên Thì Khu đã phản ảnh lên đến Đức Thế Tôn về cái lời nói này. Đức Thế Tôn ngài nó phán dạy rằng này chưa Thì Khu, Tỳ Khưu biết đánh đá Bách Chá không phải là nói như vậy là mạ lị những bậc đồng phạm hạnh, mà do cái thói quen trong quá khứ, cho nên cái ngữ của ngài vẫn còn chưa có trọn vẹn thuộc về thiện pháp. Nhưng Đức Thế Tôn thì không bao giờ có chuyện đó. Hoặc như là cái thân của Đức Thế Tôn không bao giờ vi phạm hay là làm cho một cái lầm lỗi rơi vào cái bất thiện pháp, mà trái lại Đức Xá Lợi Phất cũng vô tình thôi, không phải là bất thiện pháp, nhưng mà thân còn bị khiếm khuyết. Có một lần nọ thì Đức Xá Lợi Phất ngài co chân nhảy qua vũng nước, và chư Tỳ Khưu phản ánh là một vị thượng hữu thinh văn mà vì sao lại có những hành động thô thiển như vậy. Hồi Đức Phật ngài mới dạy rằng đây do cái thường cận duyên hay là cái tiền thiên tật, là trong quá khứ thì Đức Xá Lợi Phất cũng đã từng làm khỉ có 500 kiếp, dĩ nhiên không phải 500 kiếp liên tục, nhưng mà cũng xen kẽ nhau là 500 kiếp như vậy, cho nên thường hay nhảy nhót, cho nên bây giờ có cái tiền thiên tật như vậy. Cho nên do những cái lý do này, mà mặc dù vị Thánh A-la-hán đã đoạn tận cái mọi ác pháp, đã chứng ngộ được trọn vẹn những cái thượng pháp, tức là lưỡng biên giải thoát, nhưng không có cái hồng danh này, bởi do thiếu hai ý nghĩa. Ý nghĩa nhất là không thành tựu được trọn vẹn cái thiện pháp về thân, về ngữ. Ý thì có tốt đó, nhưng mà thân ngữ vẫn còn bị cái tiền thiên tật hay là cái thường cận duyên trong quá khứ. Riêng Đức Thế Tôn thì hoàn toàn không hề có, thân của ngài không có khiếm khuyết, lời nói của ngài không có khiếm khuyết, ý nghĩ của ngài không hề có khiếm khuyết. Và cái hồng danh này do ai đặt ra? Xin thưa quý vị, cái hồng danh này không do ai đặt ra cả, mà cái hồng danh đó chính là phát xuất từ sự chứng ngộ được nhất thiết chủng trí mà có. Cái người nào mà chứng ngộ được nhất thiết chủng trí đó, người đó tự xưng là Đức Thế Tôn, tức là nó phát xuất ra
từ cái sự chứng ngộ cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có ai có thể một có khả năng đặt hồng danh cho Đức Phật cả. Do đó những cái hồng danh này được mang tên là một cái danh tự lớn, chữ hồng đây có nghĩa là lớn, như là cái chim hồng chim hạc ấy. Một cái danh rất lớn và đẹp cho nên được gọi là hồng danh. Như vậy chúng ta tìm hiểu qua hai cái chi phần. Thứ nhất là ý nghĩa của hồng danh Đức Thế Tôn. Thứ hai, cái hồng danh này không do một ai đặt mà tự xuất phát từ sự chứng ngộ cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài. Đó là hai cái chi phần chúng ta tìm hiểu. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu tới một cái chi phần rất đặc biệt. Xin thưa quý vị, bất kỳ một cái pháp nào khởi lên, bất kỳ một cái danh tự nào khởi lên cũng phải có nhân. Những cái danh tự nào khởi lên đó thì phải có cái nhân làm cái sự kiện đó, nó mới được định danh như thế đó, mang ý nghĩa như thế đó. Còn tất cả những cái pháp hữu vi ngoại trừ niết bàn thì đều phải sanh lên, phải có cái nhân. Mà cái hồng danh Đức Thế Tôn phải có một cái sự kiện mới có thể được gọi là Đức Thế Tôn Phá Câu A. Tức là cái người phải thành tựu được tám pháp. Tám pháp gọi là Phá Quá Thâm Mát. Thì do cái thành tựu được tám pháp đó, người mà có đầy đủ được cái tám pháp đó đó, xin lỗi, sáu pháp đó đó, thì mới được gọi là Đức Thế Tôn. Rồi trước tiên sáu pháp của bậc chánh đẳng giác hay gọi là Như Lai Biệt Pháp đó là như thế nào? Chúng ta có nhất là cái pháp nhất gọi là Ích-xá-đi-giá, là Ngài có đủ tám cái uy pháp, tức là cái uy lực, cái uy lực của Ngài. Thứ nhất là Ngài có cái pháp ẩn thân mà tàn hình biến mất một cách kỳ diệu. Và điều này cho chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn tế độ Dạ Xoa La Quá Cá hay là Đại Phạm Thiên Bát Cá thì Ngài biến mất. Đại Phạm Thiên Bát Cá đi tìm mà vẫn không thấy, không thấy chỗ nào, mà trong khi đó vẫn nghe cái âm thanh của Ngài giảng pháp một cách rõ ràng. Ở trong khi Đại Phạm Thiên Bát Cá tàn hình chỗ nào thì Đức Phật Ngài chỉ rõ cho đó, chỉ này nào, hay Dạ Xoa La Quá Cá cũng vậy. Cái là cái khả năng mà tàn hình của Ngài không một ai biết được là Ngài đang trú ở chỗ nào. Và cái Ngài có sở giải rằng là với một cái người mà tạo một cái pháp độ ở trong quá khứ làm mà không cần nhớ là mình đã làm, tức là làm những thiện pháp nào đó mà không cần nhớ là mình đã làm, đồng thời làm mà cũng không cần biết ai, không cần biết là người khác biết mình đã làm, tức là mình âm thầm mình làm, mình tạo âm thầm tạo những công đức mà không có cái tính khoa trương, không có cái tính nào quảng bá ra. Và trong tiền kiếp thì Bồ Tát chúng ta giúp đỡ rất là nhiều người mà cũng không màng người khác tạ ơn, mà cũng không cần người ta biết tới. Sở dĩ mà chúng ta biết được là do Ngài thuật lại trong quá khứ Ngài. Như trong tiền kiếp này là một con khỉ chẳng hạn vậy. Thấy tiền thân của Đề Bà Đạt Đa rớt xuống hố, Ngài tìm cách đưa ông Bà La Môn đó ra khỏi miệng hố. Rồi biển Bà La Môn đó dùng đá đập vô đầu Ngài để toan giết Ngài, nhưng mà giờ nhờ có sức khỏe Ngài thoát khỏi cái nạn đó. Ngài giúp đỡ mà không cần người ta phải biết ơn Ngài. Và Ngài là một cái thân khỉ thì Ngài cũng không thể là không có quảng bá được, tôi làm cái chuyện đó, tôi làm việc thiện này. Ngài giúp đỡ người ta, Ngài tạo ra những phước này mà không khoa trương, không quảng bá, và đồng thời cũng không cần người ta biết tới mình. Như cái người mà thọ nhận biết tới mình là như thế nào, do cái phước đó cho nên Ngài thành tựu được cái pháp ẩn thân mà khi người nào muốn tìm cũng không thấy được Ngài ở đâu cả, mặc dù nghe được tiếng Ngài đang giảng pháp một cách rõ ràng như vậy.
Đây là một cái uy pháp thứ nhất. Cái uy pháp thứ hai là Pagina, tức là cái tốc độ mà xuất hiện của Ngài nó nhanh vô cùng, nhanh vô cùng. Tức là khi mà Ngài ở kỳ viên tỉnh xá chẳng hạn vậy, Ngài thấy một cái người nào hữu duyên mà cần đi tới độ, dù bất cứ ở đâu, thì nó cái tốc độ bay á, tốc độ mà từ kỳ viên tỉnh xá đến nơi đó đó, nó là nháy mắt á, thì cũng có thể là hình dung được. Nhưng mà còn đi nhanh như là một ý nghĩ Ngài khởi lên thì lập tức Ngài đã xuất hiện tới đó. Cho nên trong kinh văn chúng ta thấy rằng khi phát hiện được một cái tà kiến của Đại Hồng Thiên Má Cá đó, thì Ngài lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại thiên giới liền. Mà ở cõi Phạm Thiên á, mà cái tầng tứ thiền á, thì cách xa rất là cái quả địa cầu mình. Nhưng mà giống như người lực sĩ co cánh tay lại hoặc duỗi cánh tay ra, nhanh chóng rồi. Cho nên đây là một cái quy luật thứ hai của Ngài, mà quy luật này không có một vị Phật độc giác nào hay là một vị thánh nhân nào có thể có được. Dù bất kỳ nơi đâu, nếu như Ngài khởi tâm đến đó thì lập tức Ngài đã xuất hiện tới đó, gần như là nhanh như một ý nghĩ. Ý nghĩ vừa khởi lên thì Ngài đã có mặt ở tại chỗ đó, nếu Ngài muốn. Đây là một cái quy pháp thứ hai của Ngài. Cái quy pháp thứ ba là Mahima, tức là cái thân của Ngài nó có thể lớn theo ý nghĩ của người khác hoặc nhỏ theo ý nghĩ của người khác. Nhưng mà sự nhỏ thì không có. Cái thân của Ngài đó, với ý nghĩ của Ngài, nó muốn cao cỡ nào là cao, mà muốn thấp cỡ nào là thấp. Mà chúng ta thấy là trong kinh Pháp Cú á, khi mà Ngài ngự tới nơi của tiền thân của Ngài Si Xuất Khá, hoặc là tiền thân của Ngài Bành Di Tá, tức là thanh niên đại khổ Maha Đúc Cá Tá, mà căn tròi mà lụp sụp như vậy, thì những vị Phật như ca Đức Phật Ca Diếp chẳng hạn đi tới, thì đức thân Đức Phật Ca Diếp rất là cao, rất là lớn, thì hoặc là những cái cột nhà đó nó trồi lên, chư Phật không bao giờ cúi đầu xuống để mà đi qua cái ngưỡng cửa bao giờ, hoặc là mặt đất nó sẽ sập xuống để cho Ngài đi qua một cách thoải mái. Và đây là một cái uy lực của Ngài như vậy. Có một lần nọ đó, chúa Atula là Rahu. Rahu có một thân thể rất là cao lớn, coi như là người mà lớn nhất ở cõi dục giới này, cao nhất ở cõi dục giới này. Cái thân thể của chúa Atula Dương Rahu là như vậy. Thì nghe nói về cái danh thơm tiếng tốt của Đức Thế Tôn, và đồng thời là những cái pháp di diệu Đức Tôn, chúa Rahu muốn tới đảnh lễ. Thì ông ta mới ngẫm nghĩ rằng nếu mà ta tới mà đảnh lễ chắc phải khom xuống mới nhìn được thấy Đức Thế Tôn, bởi vì ta cao lớn mà. Họ nắm bắt được ý nghĩ của chúa Rahu. Đức Thế Tôn Ngài mới suy ngẫm rằng thông thường người ngồi á hay đứng á thì cao, vậy thì Như Lai hãy để Rahu tới đảnh lễ Như Lai trong khi tư thế trong khi Như Lai ở trong tư thế nằm. Thông thường nằm ấy, người ta mới nhìn rõ được cái thân tướng của người nằm. Và quả thật vậy, xin thưa quý vị rằng khi chúa Rahu đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn thì thấy Đức Thế Tôn đang nằm ở trên cái ngọa xà. Người ngoài nhìn vô thì thấy Ngài nằm một cách bình thường thôi. Mà chúa Atula lúc khi mà đi tới không phải cúi xuống nữa, mà phải ngẩng mặt lên mới nhìn thấy được cái thân tướng của Ngài. Thì đó ông mới lấy làm lạ nữa. Ủa, là tại sao? Nghe nói Đức Thế Tôn có cái thân tướng là người là nhân loại, mà tại sao mà mình phải ngước mặt lên mà nhìn? Thì bây giờ Đức Thế Tôn mà phải dạy rằng này chúa Atula Rahu,
Vì sao ngươi có thể nghĩ rằng ngươi phải cúi xuống nhìn Như Lai? Trong dòng sách tử hồi, Như Lai hành pháp độ không bao giờ cúi mặt xuống để mà thực hiện cái pháp độ đó. Cho nên ngày nay nhờ cái quy luật này, không một ai mà có thể cúi xuống nhìn Như Lai được, mà phải ngẩng lên nhìn Như Lai. Ý ngài muốn dạy cho cái điều này là như thế nào? Khi làm một cái việc phước hay một cái pháp độ nào, sau khi đã thấy rõ cái lợi ích của nó, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì người này kiên quyết phải làm với một cái tâm dũng mãnh, làm với một cái tâm hăng hái, làm với một cái nhiệt tình, tức là không bao giờ chần chờ, tức là cúi mặt xuống trong cái thiện pháp, mà cấp tốc làm một cách nhanh chóng. Cho nên đây là một cái phước, là một cái uy lực rất lớn. Và điều này cũng dạy cho chúng ta một bài học là khi mà quý vị, khi hàng Phật tử, hay là khi những cái tín đồ Phật giáo có niềm tin ở trong pháp bảo và thấy rõ đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp, thì đối với thiện pháp không bao giờ mà từ khước, tức là trễ nải, mà đối với bất thiện pháp không bao giờ du gì. Thôi phạm lỗi nhỏ cũng được, không sao, năm giới mình giữ được bốn giới cũng tốt, còn giới kia mình giữ không được cũng chăm chế chẳng hạn vậy. Đức Thế Tôn trong thời làm Bồ Tát không bao giờ có trạng thái đó. Không bao giờ. Nếu đối với ác pháp thì ngài cũng không bao giờ ngần ngại xa lánh nó. Đối với thiện pháp ngài không bao giờ ngần ngại không thực hiện nó. Và ngài làm những cái phước đó, làm những cái công đức đó bằng cách ngẩng cao lên, đưa tâm mình đi lên cao. Cho nên do một cái quy luật này, thì khi ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, người ta phải ngước mắt lên mà nhìn ngài, chứ không phải cúi đầu xuống mà nhìn ngài. Tức là ý muốn nói ngài không thể thấp bé nhỏ được nữa. Người ta muốn chiêm ngưỡng ngài phải ngẩng mặt lên. Một bà la môn khác cho ngài, muốn đo cái thân tướng của Đức Phật là cỡ bao nhiêu, cho nên ông trực tiếp đo không dám. Khi Đức Thế Tôn ngài ngự đi bát, ông mới lấy một cái cây tre, ông ra ông ướm, ông biết sao ông ướm, là thấy cái tre thấp một xương một chút, ông cũng chưa biết được là chính xác cái kích thước chiều cao của Đức Phật là bao nhiêu. Qua hôm sau Đức Phật lại đi bát nữa, ông mới lấy một cái tre dài hơn, ông đo cũng lại thấp xương một chút. Là ngày thứ ba ông lấy một cái tre dài hơn nữa, ông đợi Đức Thế Tôn đi bát qua, ông biến sao ông đo cũng thấp xương chút, mà ông đo liên tục như vậy, mà cứ mỗi ngày cái tre dài ra và thân Đức Thế Tôn vẫn cứ cao lên và ông ta cứ phải thấy thấp xương chút. Và tới khi duyên lành ông ta đã tới, Đức Thế Tôn ngài mới thấy ông ta đo, cái Đức Phật ngài mới hỏi là này ông Bà La Môn, ông làm gì đó? Dạ bạch ngài, con muốn đo coi cái thân ngài cao bao nhiêu. Đức Phật ngồi mới dạy rằng này Bà La Môn, ông không thể đo được, bởi vì trong thời còn làm Bồ Tát, Như Lai đã từng chiêm nghiệm và thực hành những cái pháp thâm sâu, pháp thâm sâu. Những cái pháp đó trong thời đó khó có người có thể thành đạt được. Như Lai trong thời còn Bồ Tát có thể thành đạt được. Những pháp thâm sâu đó là gì? Đó là quán xét về vô thường khổ. Những pháp thâm sâu đó là gì? Những pháp thâm sâu đó chính là thành tựu được sơ định, nhị định, tam định, tứ định cho đến bát định. Đó là những pháp thâm sâu. Cho nên hôm nay cái thầy không thể nào đo lường được cái thân của Như Lai. Và hơn nữa, mỗi khi làm cái việc gì đó, Như Lai trong thời tiền kiếp, nếu là một việc thiện, Như Lai suy xét rất là nghiêm túc, tìm thấy rõ được những cái kết quả của cái thiện pháp này như thế nào, và hiểu được những cái điều mà người đương thời khó có thể hiểu được. Cho nên cái trí tuệ của Như Lai
không ai thể đo lường được. Thân của Như Lai cũng không thể ai đo lường. Và Đức Phật Ngài thuyết lên, nói với Bà La Môn rằng, nhưng mà dù sao chăng nữa, thì này Bà La Môn hãy nhớ rằng, đây là khổ, đây là sự khổ, đây là nguyên, đây là con sự việc khổ, đây là cái con đường đưa tới sự khổ. Ngài thuyết vắn tắt tứ diệu đế, và do duyên lành cho Bà La Môn chứng đắc được đạo quả. Cho nên chúng ta thấy rằng là đây là cái pháp thứ ba, xin lỗi, đây là một chi phần thứ ba ở trong cái pháp thứ nhất, là cái uy pháp của Ngài. Cái pháp thứ tư, hay là một chi phần thứ tư, là bát tí, có nghĩa là khi này Ngài muốn đến bất cứ chỗ nào cũng được, đến bất cứ chỗ nào. Và trong Tư Ngưng Kinh chúng ta thấy rằng, như Đức Thế Tôn Ngài phán giải Chư Tỳ Khưu là có một cái cảnh giới mà những vị phạm thiên rất là hiền thiện, đó là cảnh giới của tịnh cư. Họ sẽ với Ngài tán thán như vậy, bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng ở trong dòng sinh tử luân hồi không có một cảnh giới nào mà Như Lai chưa từng đi đến, ngoại trừ năm cõi tịnh cư. Bởi năm cõi tịnh cư nó là nơi dành riêng cho bậc thánh A Na Hàm, mà trong dòng sinh tử luân hồi khi Ngài chưa chứng đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Ngài còn là phàm nhân, Ngài không thể đi tới cái đó. Nhưng bất kỳ một cảnh giới nào ngoại trừ những cảnh giới đó, Ngài đều tái sanh trong đó. Thậm chí đến cảnh giới phi tưởng phi tưởng hay là cảnh giới vô sắc, Ngài cũng vẫn tái sanh trong đó. Nhưng mà với một cái tâm, một cái ước vọng muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà cái ước nguyện này cực kỳ mãnh liệt, ước nguyện này không bao giờ có thể thối chuyển. Và cũng nhờ cái ước nguyện này cho nên mặc dù Ngài sống ở trên cái cảnh giới phạm thiên hoặc là phạm thiên vô sắc chẳng hạn vậy, vào một lúc nào đó thì Ngài nhớ lại cái việc mình phải cần làm, việc mình phải cần làm là gì, là tạo những cái phước độ, tạo những cái pháp độ. Cho nên lập tức Ngài ước nguyện là chết tại đạo cho đó để tái sanh cõi nhân loại. Mà một khi mà chết ở cõi phạm thiên vô sắc thì rớt xuống cõi nhân loại ngay. Nhưng mà ở cõi phạm thiên sắc giới thì có thể rớt xuống ở tầng thấp dưới, nếu như đó có tu tập những gì phạm thiên có tu tập những cái tầng thiền. Và Ngài tiếp tục Ngài lại làm những cái công trình, những cái công hạnh về pháp độ ba la mật của Ngài. Cho nên Ngài tuyên bố trong bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống: này Xá Lợi Phất, trong dòng luân hồi không có bất không có một cảnh giới nào mà Như Lai chưa từng đi tới. Kể từ ở đây chúng ta nên lưu ý hai cái điểm là trong dòng luân hồi và sau khi Ngài được thọ ký. Đức Phật chúng ta sau khi thọ ký được Đức Phật Bồ Tát chúng ta sau khi mà được Đức Phật Niết Bàn Ca Rá nhưng đang mà thọ ký đó, thì có hai cảnh giới Ngài không bao giờ rớt xuống. Hai cái khổ cảnh đó, một là cái địa ngục A Tỳ Ngài không rớt xuống, hai là cái địa ngục không gian Ngài không bao giờ rớt xuống. Cái địa ngục không gian là địa ngục dành cho những ai có cái tà kiến gọi là đoạn kiến, là rớt vào cái địa ngục không gian đó. Nhưng mà trước đó, trước 4 A Tăng Kỳ trăm ngàn kiếp trái đất đó mà chưa được thọ ký thì Ngài có thể rớt, có thể bị dướng vào tà kiến rớt xuống. Và thậm chí ở trong địa ngục không gian Ngài cũng rớt vô nữa. Cho nên nói về cái đoạn kiến đó, thì Ngài thấy rõ liền. Với một nhất thiết chủng trí Ngài, Ngài quán xét những cái quá trình của mình, cái dòng sanh tử luân hồi mình, thì mình thấy Ngài cũng thấy rõ rằng cái ác quả của tà kiến là như vậy, nhất là đoạn kiến là như vậy, hay là thường kiến là như vậy. Và cho nên tất cả những cái cảnh giới Ngài thường đi tới, và Ngài biết rõ cái quả nào, từ cái nhân nào mà có cái bị cái quả này, Ngài biết rõ. Cho nên đây là cái chi phần thứ tư, tức là trong cái dòng luân hồi Ngài đi hết, đi hết. Cho nên trong hiện tại này Đức Thế Tôn muốn đi tới chỗ nào này đi tới, nhưng mà Ngài thì không đi tới cõi vô sắc,
là lý do tại sao ngài có thể đi tới cõi giới sắc không? Được, ngài đi bằng tâm, ngài đi bằng tâm. Ngài có cái, người ta nói là cái ngài có một số vị giáo sư thọ sư nói là Đức Thế Tôn ngài không thể tới được cái cõi vô sắc, bởi cõi vô sắc toàn là sắc không thôi, nên không thể tới được. Thật ra là vẫn tới được. Chúng ta nhớ rằng ngay cả ngày một Kiền Liên á, mà bị nhóm côn đồ đánh tan xác, mà trong khi đó thì ngài đã rút tâm ra khỏi thân xác đó, còn để cho nhóm côn đồ đánh đi tan xác, rồi sau đó ngài mới dùng thần lực gom hết tất cả lại. Là tâm ngài vẫn còn, ngài chưa chết. Sau đó ngài mới tới xin Đức Thế Tôn xin Niết Bàn. Đức một Kiền Liên còn có khả năng này, tức là rút tâm ra khỏi thân xác này, cũng giống người ta rút một cái ruột của một cái cây tim bứt ra khỏi cái cây tim bứt để là trống rỗng đó. Thì nói chi Đức Thế Tôn ngài không thể đưa tâm mình đến cõi vô sắc, nhưng mà tại sao ngài không tới? Bởi vì ngài tới đó không mang lợi ích đến cho chúng sanh ở đó. Lý do ở cõi vô sắc không có âm thanh, mà không có âm thanh thì ngài tới đó làm sao ngài giảng đạo, ngài sao tế độ được những chúng sanh đó? Chúng ta ở đó chỉ bằng tâm không thôi, không thể mà nghe pháp được. Bởi vì pháp là nghe pháp là sắc pháp, mà không nghe pháp được thì không thể chứng đạt được đà sơ đạo, tức là thánh tu đầu quả. Thánh tu phải là người được nghe pháp, hay là phải tu tập về cái thiền định bằng sắc pháp, nhờ sắc pháp đó mới có thể chứng đạt được cái sơ quả. Chúng ta nhớ một điều nữa là Đức Thế Tôn chúng ta có mà chỉ có một cái đề mục thôi, là một hơi thở, dù thiền chỉ ngài cũng chỉ có hơi thở, và dù là thiền quán ngài cũng có hơi thở. Và khi thành Phật chánh đẳng chánh giác đó, chúng ta đừng lầm lẫn rằng đột ngột từ phàm nhân ngài lên chánh đẳng chánh giác liền, không có, mà ngài phải trải qua cũng là sơ quả, nhị quả, tam quả, là tứ quả. Nhưng mà bốn cái quả này xuất hiện rất là nhanh. Chúng ta cứ thử nghĩ rằng cái chỉ một búng tay thôi, một cái tóc tay thôi là độ khoảng 1.000 tỷ cái sắc na, mà một cái lộ tâm mà chứng đắc được sơ quả đó thì chỉ có khoảng 10 sắc na. Tức là khai môn xong là chuẩn bị cận hành thuận thứ Gotrafu đạo quả, hai quả chỉ như đó thôi, rất ngắn ngủi. Mà chỉ một cái tóc tai có 1.000 tỷ cái sắc na như vậy, cho nên sự chứng đắc đạo quả của ngài nó cực nhanh đến độ như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu sâu chút xíu là ngài cũng tuần tự chứng từ sơ đạo đến rồi qua sơ rồi nhị đạo rồi tới tam đạo rồi tứ đạo thành Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cái thời gian đó cực nhanh, rất là nhanh, chứ không phải ngài đang từ là Bồ Tát và phàm nhân rồi chứng ngay quả vô thượng chánh đẳng chánh giác liền, không phải. Cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng vẫn là gọi là bậc A La Hán, là người tứ quả, mà rất là nhanh như vậy. Mà muốn chứng sơ quả thì phải có đề mục là sắc pháp, không thể có đề mục về danh pháp được. Từ sắc pháp nó chuyển qua để quán xét về danh sắc thì được, nhưng mà trực tiếp quán xét về danh sắc liền thì chưa, thì không thể được. Và chúng ta nhớ rằng cái đề mục hơi thở là đề mục của sắc pháp. Từ cái sắc pháp này làm duyên, nó tạo điều kiện cho cái danh nó được trong sạch, và trong cái danh đó có cái trí quán xét cái danh đó. Nói cách khác, sắc là nhân, danh là quả, danh đó là nhân, trí kia là quả, trí kia là nhân, tạo quả kia là quả. Chúng ta thấy một cái dòng nhân quả liên quan như vậy. Cho nên đối với chúng sanh ở cõi vô sắc không có sắc pháp, cho nên không thể chứng đắc được sơ quả. Mà một khi mà sơ quả không chứng đắc được thì nhị quả, tam quả, tứ quả khó mà chứng đắc. Chỉ trừ trường hợp chứng đắc sơ quả rồi tái sanh về đó mới thể chứng đắc được nhị quả, tam quả, tứ quả. Còn như là phàm nhân mà sanh ở đó thì không thể chứng đắc được. Cho nên những vị mà tu thiền
Như vậy tôi thề ngoài khi mà chứng đắc được phi tưởng phi vi tưởng hay là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, nếu như người có trí thì lập tức phải cấp tốc để hành pháp quán chứng đắc được cái sơ quả ngay. Còn nếu không thì khi tái sanh lên đó, trải qua 84.000 kiếp trái đất, không thể nào chứng đắc được đạo quả được. Cho nên đây là một cái điều cũng khá đặc biệt mà chúng ta cần chiêm nghiệm. Đối với người nào mà chỉ thức quán về tâm, những người quán về tâm, quán về thọ, mà tâm thọ thuộc về danh pháp á, thì phải lưu ý chỗ này. Cái bậc mà sơ đạo phải có đề mục là sắc pháp, rồi từ đề mục sắc pháp để làm cho tâm nó an tịnh được, sau đó mới tiến đắc được sau đó mới dẫn nhập quán xét về danh pháp. Cho nên xin lưu ý, mặc dù tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, mà chúng ta thấy thân thuộc về sắc pháp phải làm nền tảng trước, mà khi tâm được yên tĩnh rồi thì đó là mới quán về tâm, quán về thọ hay quán về pháp. Trong pháp đó gồm có danh và sắc luôn. Cho nên hiện nay có một cái số hành giả cái thích là mình cao hơn. Đại khái là nói là niệm niệm thân là thường quá, niệm tâm mới là cực kỳ hay, niệm thọ mới là hay. Nhưng mà chỗ này là một cái lầm lẫn. Cái này. Bởi sao? Bởi vì cái sơ quả phải lấy được một sắc pháp, chứ không phải là một danh pháp. Tâm thọ cũng phải có cái nền tảng sắc pháp đó trước. Cũng giống như cái người đó là đang chứng đắc được cái sơ định vậy. Qua được một hơi thở, hoặc là niệm thể trượt, hoặc là tử thi, hay là đất nước lửa gió, những cái đề mục này đều là sắc pháp, nhưng mà nó là cái cảnh của chế định. Bởi vì niệm đất là chế định, nhưng mà những đề mục này đều là xuất phát từ cái sắc pháp. Rồi sau khi tâm được yên tĩnh rồi đó, người này có thể quán xét về những cái chi thiền đó, hoặc là quán xét về những cái tâm thiền đó, như chẳng hạn như vậy. Mà tất cả cũng từ cái nền tảng là cái sắc pháp. Còn nếu như đi trực tiếp vào thọ hoặc tâm thì cứ lanh quanh không giải quyết được những cái tuệ tăng tiến của mình. Cho nên chúng ta cũng nên lưu ý cái điểm này. Và chi thứ năm là ba căn má, là có thể biến ra cái thân hình của ngài thiên hình vạn trạng. Có thể trong thân hình của ngài có thể biến ra đủ 6 màu theo những cái màu hào quang của ngài, từ xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc là giận sống, hoặc là hỗn hợp, đúng không? Rồi chúng ta có tiếp nữa là một cái chi phần thứ 6 là nếu muốn sai sử điều khiển ai cũng được, từ cho những loài ở đọa xứ đến như phạm thiên. Tức là ngài muốn nhiếp phục ai cũng được, cho dù đó là phạm thiên, cho dù đó là cái những chúng sanh ở đọa xứ, ở khổ cảnh. Ngài muốn nhiếp phục thì ngài giáp muốn nhiếp phục bằng gì? Bằng pháp. Nếu những người mà muốn tìm hiểu pháp, muốn tranh luận với ngài, muốn mà tìm hiểu ra chân lý mà ngài thấy có duyên lành, thì ngài sẽ dùng trí của ngài nhiếp phục. Những người mà có duyên lành mà muốn tranh cường với ngài, ngài dùng thần thông để nhiếp phục. Những người mà muốn chỉ trích ngài mà có duyên lành, thì ngài sẽ dùng cái pháp để phân tích cái điều này đúng, cái điều này sai, để mà nhiếp phục. Hay như vậy. Một chi phần nữa là ngài có khả năng nhập định và hóa thông mau chóng. Ngài nhập định cực kỳ nhanh và xuất định cũng cực kỳ nhanh.
Mà cái điều này thì không có một thánh tinh văn nào hay một vị độc giác nào có thể làm được. Chúng ta sẽ nhớ rằng là Đức Thế Tôn sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Ngài nhập từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng thiền, vô diệt thọ tưởng định, rồi từ diệt thọ tưởng định trở ra phi tưởng phi phi tưởng thiền, để nhập trở xuống ngược tới sơ thiền, cứ lên xuống chính tầng thiền như vậy. Rồi mà lúc Ngài sắp sửa viên tịch, Ngài cũng nhập theo cách đó, tức là từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, rồi Ngài vô diệt thọ tưởng định, và từ diệt thọ tưởng định Ngài trở ra phi tưởng phi phi tưởng thiền, đi xuống tới sơ thiền, rồi từ sơ thiền đi lên, và Ngài niết bàn ở giai đoạn tứ thiền. Cái khả năng mà nhập diệt thọ tưởng định rồi xuất diệt thọ tưởng định nhanh chóng như vậy mà không có một thánh tinh văn nào, cho dù là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Cát Sa Bá cũng từng nhập thiền diệt, nhưng phải ở trong thiền diệt đó 7 ngày. Còn riêng Đức Thế Tôn thì vô ra giống như là một cách thoải mái vô cùng, không có phải bận biểu, không có phải vướng mắt, không có là một cái chướng ngại nào hết. Đây là một cái quy pháp của Đức Thế Tôn. Cái quy pháp thứ 8 là Ngài muốn làm việc gì cũng được, hoàn thành một cách tức khắc. Tức là như Ngài muốn tế độ người nào đó thì lập tức người đó sẽ được tế độ. Nên nhớ rằng Ngài muốn làm việc gì cũng được, nhưng mà Ngài không bao giờ làm việc ác, làm việc có lợi cho chúng sinh mà thôi. Mà làm cái người mà được thừa hưởng đó thì nhanh chóng được hưởng cái lợi ích ngay lập tức. Cái điều này cũng là do cái phước báo ba la mật của Ngài, là Ngài lúc nào cũng đối với những việc thiện Ngài rất nhanh chóng, không có chần chừ là một rồi, nhưng mà cấp tốc làm cách nhanh chóng. Thí dụ như một cái người nào mà muốn xây dựng tượng Phật chẳng hạn, này mà muốn làm kim thân Phật thì phải nhanh chóng làm liền, cấp tốc làm liền. Người nào muốn thọ trì bát quan tam giới, Ngài cho bát quan tam giới là nhanh chóng thọ trì liền, vào buổi sáng vừa thức dậy xong, không có vị tỳ khưu nào đó thắp hương trước kim thân Phật, bạch Đức Thế Tôn coi xin nguyện thọ trì 8 giới trong ngày hôm nay, nhanh chóng làm liền, chứ không phải là để chần chờ thôi, lúc 8 giờ mình xin giới cũng được, mà 9 giờ mình xin giới cũng được, hay là mà 9 rưỡi mình xin giới cũng được, không hề có. Mỗi khi một tâm thiện khởi lên, một việc làm thiện khởi lên trong ý nghĩ của Ngài thì Ngài sẽ nhanh chóng làm liền. Do cái khả năng đó, do cái phước báo đó, cho nên Ngài có khả năng nhanh chóng cũng tế độ chúng sanh nào cũng đều được kết quả tốt. Những chúng sanh nào được Ngài mà để ý tới, lọt vô vọng trí của Ngài thì những chúng sanh đó nhanh chóng có được cái đạo quả. Đây là một cái phước đặc biệt quý vị. Cho nên quý vị thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú á, hãy gấp rút làm việc thiện vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ nó rơi vào điều ác ngay. Mà ngày xưa Ngài là Bồ Tát, Ngài đã từng là như vậy. Hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới, hôm qua nghĩ là hôm nay là Bát Quan Trai Giới thì mình sẽ thọ trì Bát Quan Trai Giới. Sáng thức dậy xong thấy còn sớm quá, thôi chậm trễ cũng được, 7-8 giờ cũng được, 8 giờ 9 giờ cũng được. Nhưng quý vị có biết rằng trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ đó, do cái nghĩ đó cho nên đối với giới Bát Quan Trai Giới mình không có những cái thiện pháp nằm trong đó, mà hãy nhanh chóng phát nguyện thọ trì Bát Quan Trai Giới. Nhanh chừng nào thì kể từ đó trở đi mình đã có cái giới nguyện và thực hành đó. Nó cũng có phước ở đó rồi. Mà cái câu chuyện quý vị thấy rằng á, là một công nô bọc của đức cấp cô độc á, vào buổi chiều chỉ thọ Bát Quan Trai Giới không thôi mà nghiêm trì tốt đẹp vậy. Rồi buổi sáng là mệnh chung chết cũng tái sanh vào cảnh giàu sang đức vua, một chỗ khác thì nói là sanh về cõi trời. Mình chúng ta thấy mà tới những cái việc mà giới hạnh thì nhanh chóng cấp tốc để thọ trì, để nhanh chóng để mà hoàn thiện được cái giới của mình, không có chần chờ, không có vuông dai, không có co duỗi tay chân xong đã rồi mới đi ấy. Không có. Do lúc trước Ngài làm việc thiện một cách nhanh chóng như vậy,
À, cho nên giờ khả năng ngài tế độ chúng sanh cũng rất nhanh chóng. Mà chúng ta thấy á, vừa nhanh chóng vừa nhiều. Đức Thế Tôn ngài muốn tế độ vô Bình Xá Vương, ngài ngự tới thành Vương Xá. Và trong cái buổi thuyết pháp đầu tiên như vậy đó, vô Bình Xá Vương Quan Hỷ cùng với 120.000 vị Bà La Môn tới nghe thời pháp đó, vô Bình Xá Vương cùng 110.000 người chứng quả dự lưu, 10.000 người khác thì xin thọ trì tam quyên và giữ gìn ngũ giới. Một cái thời pháp thoại mà đưa đến đạo quả nhiều như vậy, và điều này nằm ở trong bộ luật Đại Phẩm. Thì chúng ta thấy nếu quý vị mà như thực hành giới định tuệ một cách nhanh chóng tức khắc, không chần chờ, không trễ nải, thì cái lợi ích nó rất là nhiều, rất là có cái giá trị về sau. Khi quý vị muốn tế độ chúng sanh nào khác thì nhanh chóng chúng sanh đó sẽ quy phục và đi theo cái đường hướng chánh đáng, tức là con đường hướng vào trong cái đạo lộ giải thoát. Thì chúng tôi vừa trình bày quý vị là 8 chi phần của cái pháp thứ nhất, tức là y pháp. Bây giờ pháp thứ hai là một cái pháp thứ hai của bậc có hồng danh Đức Thế Tôn là Tham Á, tức là ngài thành đạt trọn vẹn các siêu thế pháp. Tức là từ, nên nhớ cái từ trọn vẹn đây, tức là như chúng tôi vừa trình bày với vị á, là không phải ngài mất đi cái sơ quả, nhị quả, tam quả, không phải, mà ngài thành đạt trọn vẹn luôn. Từ sơ quả, nhị quả, tam quả đến tứ quả, tới niết bàn. Và pháp thứ ba của bậc có hồng danh Pháp Ca Hoa Đức Thế Tôn là giá xá, tức là cái danh tiếng của ngài tự nhiên nó lan truyền. Ngài không bảo người ta phải khen ngợi, không phải, mà tự nhiên nó lan truyền. Và những ai mà phê phán hoặc là xúc phạm tới danh tiếng này thì sẽ có cái hậu quả xấu. Chỉ trích cái hồng danh Pháp Hoa thôi là có hậu quả xấu. Và thưa quý vị rằng trong bộ Attha Salini ngài Bồ Tát Vô Xá có nêu ra như vậy. Với những ai mà phản bác bạn Abhidhamm, cái người đó phản bác nhất thiết chủng trí của Đức Thế Tôn, mà một khi phản bác thôi thì sẽ có nhiều cái tai hại vô cùng. Chúng tôi có biết rằng có một số người nói rằng cái tạng Abhidhamm là một cái tạng mà Đức Phật ngài thuyết ở trên cõi nhân loại, cõi trời, ngài cõi nhân loại này không có, mà về sau cái ngài thành lập ra. Xin thưa, nói như vậy là một điều sai lầm. Điều sai lầm thứ hai nữa, có một số luận điểm nói rằng là cái tạng Abhidhamm không có đưa tới sự giải thoát, lại là một điều thứ hai là sai lầm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái điều sai lầm nó như thế nào nha. Điều sai lầm thứ nhất nói là thuyết ở trên cung trời đạo lợi vào hạ thứ bảy, chứ không phải thuyết nhân loại, cho nên chữ chi thiên hành thôi, ở nhân loại hành không được, mà đời sau này sao chép lại. Xin thưa, đời sau sao chép lại đúng, nhưng mà có thuyết tại nhân loại không? Xin thưa, có. Trong phần mà vào hạ thứ bảy thì Đức Thế Tôn khi ở ban ngày đó, ngài hóa thân một vị Phật ở đó thuyết pháp, còn hiện Phật tức là thân của ngài đi bác ở xứ Bắc Cưu Lư Châu. Và sau khi mà nhận quật thực ở xứ Bắc Cưu Lư Châu là ngài về cái chân thành Sankassa, ngài nghĩ. À, bây giờ Đức Xá Lợi Phất dùng cái trí mình quán xét thêm Bậc Đạo Sư đang ngự ở đâu, thì biết rằng Bậc Đạo Sư ngự ở chân thành Sankassa, cho nên Đức Xá Lợi Phất dùng thần lực đi tới để phục vụ Đức Thế Tôn. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài tóm tắt lại tạng nhị pháp, hay là những thời pháp ngài thuyết trên cung trời đạo lợi đó, cho Đức Xá Lợi Phất để về dạy, bảo Đức Xá Lợi Phất là thuyết lại cho 500 tân tỳ khưu mới xuất gia, mà tiền thân là 500 con dơi nghe được tạng diệu pháp. Điều này trong bộ chú giải Pháp Cú Kinh đã có ghi nhận như vậy.
Như vậy thì không phải chỉ thuyết trên cung trời đạo lợi, mà là có thuyết tại cõi nhân loại. Qua thông qua Đức Xá Lợi Phất, Đức Xá Lợi Phất truyền đạt lại với năm tâm vị Tân Vị Khưu. Đây là điểm thứ nhất, đó là một sự sai lầm cho rằng thuyết ở trên cung trời ở cõi nhân loại không có. Điểm thứ hai sai lầm nữa, và nói rằng là cái tạng diệu pháp không đưa tới sự giải thoát, chỉ có tạng kinh tạng luật mới đưa tới sự giải thoát. Lại một điều sai lầm thứ hai, mà cái điều sai lầm này càng nghiêm trọng, trầm trọng vô cùng. Cái mục đích mà Đức Thế Tôn ngự lên cung trời đạo lợi á, là nhằm mục đích là tế độ vị thiên tử là tiền thân là bà Hoàng Hậu A Gia, là thân mẫu của ngài hay là thân mẫu của Bồ Tát. Đối với người mà có thâm ơn sâu dày đối với nghe ngài trong cái dòng sanh tử luân hồi đó, thì ngài mới ngẫm nghĩ rằng công ơn của vị thiên tử này đối với ta, đối Như Lai trong dòng luân hồi rất là sâu nặng. Vậy ta phải dùng cái pháp nào để có thể đền đáp được cái công ơn đó? Thì ngài mới thấy, chỉ thấy rằng có cái thắng pháp, tức là áo phí thâm má này mới có đủ sức mà đền đáp lại được những cái ân trọng ở trong dòng luân hồi đối với Bồ Tát, tức là đối với ngài. Ngài mới giảng pháp đó. Nhưng mà nói rằng tạng áo phí thâm này không đưa tới sự giải thoát, thì xin thưa, vô tình phỉ báng Phật. Thứ hai, vô tình phỉ báng pháp. Tại sao phỉ báng Phật? Đối với người không có cái ân trọng với ngài, thì ngài đem cái tạng kinh tạng luật thuyết giảng để mà đưa tới sự đạo quả giải thoát. Còn đối với người thân mẫu mà có công ơn sâu nặng với ngài như vậy, ngài đưa một cái pháp vô bổ, vô lợi ích, không có ích lợi gì, không đưa tới sự giải thoát, để đền đáp cái công ơn hay sao? Vậy thì có phải nói như vậy là nói Đức Phật là người vô ơn? Đối với người không có công ơn gì ngài á, thì ngài đưa tới tạng kinh tạng luật, đưa tới sự giải thoát chứng đắc được đạo quả A La Hán. Còn thân mẫu mình, cái người mà có ơn vậy trong dòng luân hồi, đưa cái pháp không đưa tới sự giải thoát. Vậy là người này nói như vậy là phỉ báng Đức Phật. Lại nữa, phỉ báng pháp ở chỗ nào? Hỏi xin thưa, các ngài đã dạy rằng tam tạng pháp bảo này gồm có tạng kinh 24.000 pháp uẩn, tạng luật 21.000 pháp uẩn, xin lỗi, tạng kinh 21.000 pháp uẩn, tạng luật 21.000 pháp uẩn, tạng luận 42.000 pháp uẩn. Nói rằng tạng diệu pháp không đưa tới sự giải thoát, thì bảo hàm ý cho rằng trong cái giáo pháp này, phân nửa giáo pháp này không đưa tới sự giải thoát, mà chỉ có phân nửa cái giáo pháp này mới đưa tới sự giải thoát thôi. Chỉ có 21.000 tạng, 21.000 pháp môn của tạng kinh, 21.000 của pháp môn của tạng luật mới dẫn tới sự giải thoát. Còn 42.000 pháp uẩn của tạng luận không dẫn tới sự giải thoát, thì xem như toàn bộ giáo pháp này, phân nửa giáo pháp không dẫn tới sự giải thoát. Mà thật ra toàn bộ giáo pháp này đều có cái mục đích dẫn tới sự giải thoát. Mà chính Đức Phật ngài đã dạy, ngài An Đa, này An Đa, khi Đức An Đa tác bạch bạch Đức Tôn, sau khi mà quán xét giáo pháp này, con hoan hỷ, bởi vì phân nửa giáo pháp này là thiện mạng hữu, thiện giao lưu, là thiện phạm hạnh. Đức Phật ngài nói này An Đa, chớ có nói như vậy. Này An Đa, toàn bộ giáo pháp này là thiện mạng hữu, thiện giao du, toàn bộ giáo pháp này, chứ không phải là phân nửa giáo pháp này. Mà nói như là tạng luận không đưa tới sự giải thoát, thì coi chừng phỉ báng pháp mà không hay, cho rằng giáo pháp này phân nửa không có sự giải thoát. Cho nên mà chúng ta mới thấy rằng lúc ngày của Thất Qua Sáng, ngày trong quả Thất Sa Ni, mấy người nào phản bác đại tạng diệu pháp là xem như phản bác lại nhất thiết chủng trí của Đức Thế Tôn. Mà cái người nào mà phản bác nhất thiết chủng trí của Đức Thế Tôn thì coi như cái hậu quả rất là khủng khiếp vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái di pháp thứ ba của cái để tách thành cái hồng danh là pháp qua đó. Chúng ta tiếp tới cái chi pháp thứ tư là xí rí. Có nghĩa là ngài thành tựu trọn vẹn các hảo tướng,
Và những cái bài kinh mà tướng kinh nó cho chúng ta thấy đó, Đức Phật Ngài có 32 cái đại nhân tướng cùng với 80 tướng phụ. Và đây là tất cả những cái công hạnh của Pháp Ba La Mật của Ngài. Mà chư thánh tinh văn không hề có cái này. Dù đẹp cách nào đẹp cũng không có. Dù cho Ra Hồ La có cái thân hình tương tự Ngài, dù Ngài Nanh Đá cũng là một là em một cha khác mẹ Ngài, cũng có tướng hảo rất quang minh, nhưng 32 đại nhân tướng này không hề có. Còn điển hình giống như Ngài có 40 cái răng như vậy, Ngài Nanh Đá không hề có, Ngài Ra Hồ La cũng không có. Cái diện mạo thì có thể giống nhau, nhưng mà cái tướng có những cái đặc tướng không hề có. Hoặc là những cái sợi lông của Ngài là mọc ngược lên chứ không phải mọc xuôi xuống. Đây là những cái hảo tướng của Ngài. Cái pháp thứ năm để tác thành bậc Pháp Bảo Hoa là Kama, tức là Ngài hoàn thành trọn vẹn các cái sở nguyện của mình. Ở sở nguyện ở trong dòng luân hồi của Ngài như thế nào thì Ngài thành tựu hết. Ở trong một cái kiếp nào đó Ngài có muốn làm cái việc gì đó, cái sở nguyện Ngài đó, Ngài dứt khoát làm cho nó xong. Hoặc là dù cho cái kiệt sức mà chết cũng vậy đó, thì Ngài cũng hài lòng. Như một kiếp Ngài làm con thỏ, Ngài làm con sóc, thì một con sóc bạn của Ngài đó bị nước biển dâng lên cuốn trôi. Ngài nói con biển này nó cướp đoạt cái người thân của mình, là phải tát cạn cái biển này để mà lấy lại cái xương của người bạn thân của mình. Rồi Ngài chạy lên, Ngài nhúng đuôi xuống biển, Ngài rẫy, Ngài nhúng đuôi xuống biển, Ngài rẫy. Ở trong nơi này chúng ta thấy là Bồ Tát giờ là hình như là thiếu trí. Nhưng mà đây trước tiên là nói tới mãnh lực tinh tấn, Ngài không hề ngại gian khổ, không hề ngại khó khăn. Và một khi mà cái nguyện Ngài nó khởi lên gì đó thì Ngài thực hiện đúng, Ngài không từ chối. Trong một kiếp thở, Ngài nguyện hiến thân xác này, vô đại thế xuống xin thân xác này, Ngài nói là mời ông cứ nấu, mời ông cái nhóm lửa lên đi. Rồi Ngài đi ra, mời xong Ngài tắm rửa con thỏ đó. Rồi Ngài nguyện tất cả những chúng sinh nào ở trong thân tôi hãy nhảy ra nha. Chúng tôi xin, tôi sẽ sắp sửa là hiến thân xác này cho ông Bà La Môn đó, đừng ở đây mà chết. Mà nguyện xong Ngài nhảy vô đóng lửa. Những cái sở nguyện nào Ngài phát ra thì Ngài làm cho tròn, làm cho được. Dù không được nữa thì Ngài cũng cố gắng Ngài phải làm cho xong cho được. Cho nên đây là cũng một cái điều rất là đặc biệt cho để cho chúng ta học tập. Và sau này á là khi chúng ta khởi nguyện là hành thiền thì dù cách nào thì chăng nữa cũng phải hành thiền. Nó không có thôi bữa nay mệt quá nghỉ một bữa mai mình hành bù chẳng hạn vậy. Muốn quyết định trì giới bát quan đại giới thì phải làm cho nó được cái bát quan đại giới, chứ không phải là một tháng 8 ngày thôi, mình tháng này mình được 4 ngày rồi thôi cái này ngưng đi, qua đợt sau mình thọ trì tiếp, không được như vậy. Có nguyện thọ trì bát quan đại giới thì phải thọ trì và phải hoàn tất được cái điều đó thì mới có thể cái đường luân hồi chúng ta mới ngắn lại và chúng ta có đi nhanh chóng. Là pháp thứ sáu của Ngài là bá giác tá, tức là luôn tích cực trong việc hộ độ tế độ cuộc đời. Nà, tức là tế độ người khổ. Cái người ta không biết thì Ngài giải thích cho biết rõ đây là thiện, đây là bất thiện. Ở trong dòng luân hồi cũng vậy. Cái người đang cần sự giúp đỡ của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ. Bằng tài vật cũng có, bằng lời nói cũng có, bằng trí tuệ cũng có. Và trong những cái chuyện bổ sanh cho chúng ta thấy là khi mà Ngài làm những bậc mà tài trí đó, Ngài giải quyết những cái khó khăn của những cái người thôn dân. Có lần nọ thì Ngài làm vị Bồ Tát, thì có ông Bà La Môn, ông có một cái người vợ, mà người vợ này là thích ăn uống hay là đại khái là tính tiêu xài. Ông đi xin, thằng cô vợ này cũng còn trẻ cho nên ông đi xin thời gian 3 năm trở về.
Ông trở về thì ông có 1.000 đồng tiền vàng. Ông mới nằm ở dưới cội cây ông ngủ. Trong lúc ông nằm cội cây ông ngủ á, thì một con rắn nó lén nó bò vô, nó theo kẽ hở bò vô trong cái túi tiền vàng của ông. Thì bây giờ ông ở trong cội cây đó có vị thọ thật, ông thấy vậy thì động lòng bi mẫn. À, mới hiện ra mới nói với ông Bà La Môn ăn mày này, ông nếu ông đem cái ông trở về nhà đó, mà nếu ông mở cái túi ra trước á, thì giờ ông chết. À, ông mở túi ra trước ông chết, mà giờ ông mở cái túi tiền ra trước thì giờ ông chết. Ông Bà La Môn ông cũng sợ, bởi thần nhân nói mà ông ta không muốn chết, mà cũng không muốn vợ chết nữa. Thì ông mới nghĩ là bây giờ có ai giải quyết được cái điều mà gút mắt này đâu, mà mới mang tới Bồ Tát. Bồ Tát chỉ nghiệm suy xong là hiểu biết ngay, mới nói rằng cái này ông ta trong cái túi vàng của ông á, túi tiền của ông á, thì đã có con rắn trong đó. Giờ mở ra đem con rắn ra, rồi ông còn giải thêm nữa này, ông về á, ông khoan đem cái tiền này về, ông hãy chôn cái tiền này ở trên nơi nào đó, rồi về hãy báo cho vợ ông biết. Về thì bà người vợ cũng là mừng rỡ này kia, và ông Bà La Môn cũng nghe lời Bồ Tát là chỉ bảo xong. Rồi đêm đó bà vợ hỏi là ông Bà La Môn cũng trả lời rằng là chôn với cội cây. Sáng hôm sau ra nó lấy tiền về mất. Ông Bà La Môn buồn khổ nữa, vợ không có ai mà có thể cứu ta được này, giúp ta được cái này, chỉ có Bồ Tát thôi. Mới lên đó nói như Bồ Tát, ngài cười, ngài cho 1.000 đồng tiền vàng và bảo rằng á, về ông thiết lễ trai tăng, tức là lễ cúng dường á, mời 8 Bà La Môn cứ một ngày trừ đi một ông, ngày trừ đi một ông, và cái ông nào cuối cùng ông hãy đến báo cho ta biết. Đến quả thật như vậy, và đến ngày thứ bảy là cái ông cuối cùng, để ông Bà La Môn báo cho Bồ Tát. Bồ Tát ngự tới và nói này người, hãy trả lại trong này 1.000 đồng tiền vàng. Cái người kia chối, cái Bồ Tát nói ngươi không thể chối được, đây là cái người thân nhất của ngươi đối với cái người này, người nữ này, ta đã đang thấu rõ rồi thì ngươi hãy nên thực hiện cái lời của ta đi. Thì ra cái cô vợ ngoài ở nhà đã ngoại tình với ông Bà La Môn trẻ này, mà mỗi ngày bớt đi một người, bớt đi một người, thì rõ ràng người cuối cùng sẽ là người tình nhân của cô ta. Và cô đã thông tin cho người tình nhân để lấy 1.000 đồng tiền vàng của Bà La Môn. Chúng tôi muốn nhắc là cái tích này để quý vị thấy rằng là ngài luôn luôn tích cực trong việc tế độ chúng sinh, tức là khi ngài còn là Bồ Tát như vậy, mà thậm chí khi ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi á, thì ngài cũng luôn tích cực để tế độ những chúng sanh hữu duyên. Những chúng sanh nào có hữu duyên dù xa cách mấy ngài cũng ngự tới. Mà ngài ngự có đôi khi ngài đi bộ cũng có. Ngài tuần tự du hành để đúng thời điểm mà cái quả vị chánh mùi của người đó khởi lên, ngài tới đó. Có những lúc ngài ngự đi bằng dùng thần thông cũng có. Ví dụ như ngài nhìn thấy cái duyên lành của ngài Ma Ca Sa Bá, thì ngài từ kỳ viên tỉnh xá ngài xuất hiện ở trước ngã ba đó để chờ đón ngài Ma Ca Sa Bá. Hay là ngài thấy duyên lành của vua Maha Kapina thì ngài cũng xuất hiện ở bờ sông để chờ đón 1.001 quan quân đi tới. Cho nên ngài tích cực độ đời, không hề mệt mỏi. Cho dù những cái cơn bệnh cuối cùng ngài nghèo lúc mà sắp chết, sắp viên tịch, ngài cũng tích cực độ đời. Ngài ngự tới kinh thành của Sera, một cái kinh thành nhỏ, để chi? Để tế độ người đệ tử cuối cùng của mình, tức là ngài xuất đá, thấy duyên lành của cái người đó. Mà nếu ngài không ngự tới chỗ đó, đó thì không có dịp để mà cái ngài xuất đá là vị đệ tử cuối cùng của ngài chứng đắc đạo quả A La Hán trước khi ngài viên tịch. Mặc dù thân già 80 tuổi, mặc dù đang mang chứng bệnh kiết lỵ, ngài cũng vẫn cùng với Đức Ananda đi bộ, đi bộ vượt một quãng đường dài tới cái xứ Kusinara để mà tế độ khi người đệ tử. Tức là trong suốt cuộc đời của ngài, kể từ khi ngài khai mở bánh xe pháp, thuyết bài kinh chuyển pháp luân đó, thì từ đó trở đi
ngày luôn luôn tích cực đổi đời. À, đây là cái pháp mà thứ sáu của ngài. Và thưa quý vị, đây cái chính sáu pháp này là nhân để tác thành cái hồng danh Phá Ca Qua. À, chúng tôi xin lặp lại cho quý vị. Về ý nghĩa, chúng ta có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là do đoạn tận mọi ác pháp. Thứ hai, đã thành tựu trọn vẹn các thiện pháp. Thứ ba là chứng ngộ trọn vẹn tất cả thượng pháp. Thứ năm, thành đạt trọn vẹn các biệt pháp của chư Phật. Và cái hồng danh này là xuất phát từ khi ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và được gọi là Phá Ca Qua bởi vì ngài có sáu pháp của bậc Phá Ca Qua, tức là Như Lai biệt pháp. Thứ nhất là ngài có đủ tám uy pháp. Thứ hai là ngài có đủ cái pháp trọn vẹn về siêu thế. Thứ ba là ngài có danh tiếng tự nhiên nó lan truyền. Thứ tư là ngài thành tựu được trọn vẹn các hảo tướng, các đại nhân tướng. Thứ năm là ngài hoàn thành trọn vẹn các cái sở nguyện của mình. Và thứ sáu là ngài luôn luôn tích cực tế độ chúng sanh. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên. À, xin cũng vừa đến chư tăng, xin chư điều toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau ca thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác.